tham khảo giá thôi, các anh chị thích thì cứ nhắn tin cho mình ha. Và mua bán game mình tay hoặc là gmail.com ha. Đó, tất cả những cái dòng này là mình quay tại nước Úc cho mình ha, chưa bao gồm thuế nhập khẩu và phí vận chuyển. Thuế nhập khẩu và phí vận chuyển mình có ghi trong phần mô tả đó, chủ yếu mình quay cho quý vị xem tham khảo thôi. Rất là đẹp luôn, chiếc này đẹp lắm, chiếc này là mới về ngày hôm nay khách nó ký gửi, cho nên là mình nó gọi cho mình sẽ quay cho quý vị, chuyện sau chủ yếu xem tham khảo giá. Okay, quý vị anh chị em thích thì cứ nhắn tin cho mình qua quán game miền Tây ở gmail.com, và bên mình cũng có nhận mua bán cano ghe tàu ký gửi ha. Anh chị có cano ghe tàu ký gửi cũng muốn bán quay điện thoại nằm ngang, mình sẽ quay quý vị anh quay vào gửi qua điện thoại cho mình ha, mình sẽ bán hoàn toàn miễn phí cho quý vị anh chị em ha. Quý vị nhớ đăng ký ha, và bấm chuông và bấm like ha, mình luôn luôn mình nhắc lại cho quý vị bấm nhiều, mỗi lần xem quý vị nhớ bấm like giúp mình ha, để cho video mình lan tỏa cho khắp anh chị em cùng xem. Chào quý vị em thân mến, hôm nay khách nó có ký gửi những cái dòng cano đang giảm giá ha, đang ký gửi đang giá dắt giảm giá cho quý vị, chủ yếu xem mình quay cho quý vị chủ yếu xem tham khảo giá thôi ha. Đây là chiếc cano đang đứng trước mặt mình ha, cái này có mã hiệu là KV10DS như vậy ha. Chiếc này chiếc loại dạng cano thể thao như vậy ha, cano thể thao. Chiếc này có chiều dài khoảng là 5m như vậy ha, dài khoảng 5m, 5m4 lận ha, chiếc này là khoảng 5m4, chiếc cano thể thao như vậy ha. Chiếc này là xài máy trong như vậy ha, xài máy trong. Chiếc này xài động cơ Mercury như vậy ha, xài động cơ Mercury. Máy dầu như vậy ha, động cơ Mercury máy dầu. Động cơ Mercury. Xin lỗi, thế là chạy xài động cơ của Volvo như vậy, máy dầu như vậy ha, xài động cơ Volvo máy dầu. 250 mã lực như vậy ha, 250. Rồi, chiếc này là dạng thể thao ski board ha. Ski board, chiếc này là sản xuất tại nước Úc như vậy ha. Đó. Chiếc này có bề ngang là khoảng 2m như vậy ha. Bề ngang 2m. Bề ngang khoảng 2m ha, rất là rộng. Phía sau có ba cái băng ghế ngồi nè. Đây là cái máy như vậy ha. Đó, cái băng cái máy dài. Và chiếc này là xài động cơ máy trong ha. Là máy công, máy trong Volvo như vậy ha, máy trong Volvo 250 mã lực đó. Và cái chân vịt nó nằm phía dưới đây này ha, chân vịt nó nằm dưới đây, chân vịt nó nằm dưới như vậy ha, chân vịt bốn cánh như vậy ha, vịt bốn cánh. Và chiếc này là đời năm 2011 như vậy ha, đời năm 2011. Và động cơ là Volvo như vậy ha, máy dầu Volvo, nó mới xài được 650 giờ như vậy, 650 giờ rồi. Đó, rất rẻ luôn ha, chiếc này mình đi được khoảng 60 mai nha, bên trong của nó là gì ha, có đầy đủ tiện nghi ha, máy combo, máy định vị rồi, nói chung đầy đủ ha. Phía trước này mình ngồi được khoảng 3 người nữa như vậy ha, phía trước mình ngồi được khoảng 3 người ha, 3 người. Đó, cái ghế ngồi đây ha, rất là đẹp ha. Đây, máy định vị này, cái vô lăng của nó này ha, vô lăng ha, đầy đủ tiện nghi. Này phía trước này, chứ nó có cái mùi rất là đẹp như vậy ha. Và chiếc này mình xin lại, chiếc này có chiều dài là 5m4 vậy vậy ha, 5m4, và bề ngang nó 2m ha, 2m. Rồi động cơ Volvo ha, 250 mã lực ha, máy trong ha, máy dầu máy trong. Và giá trị chiếc này là 40.000 đô la Úc như vậy ha, 40.000 đô la Úc, 40.000 đô la Úc là khoảng 700 triệu thôi ha, khoảng hơn 700 triệu chút xíu, khoảng 700 triệu thì theo cái tỷ giá của đô la Úc lên xuống như vậy ha, chưa bao gồm thuế nhập khẩu và phí vận chuyển. Chiếc này nếu mà nhập về Việt Nam khoảng mắc cách 250 triệu như vậy ha. Đó, mình nói đại khái vậy thôi. Đó, khoảng chiếc này khoảng mắc 250 triệu tiền thuế nhập khẩu và phí vận chuyển đó. Đó, mình nói đại khái vậy thôi. Chiếc này phải đi container 40 như vậy ha, nếu mà quý vị thì nó sẽ kéo luôn là 43.000. À, luôn luôn lấy xe kéo là 43.000, còn không lấy xe kéo là chỉ có 40.000 thôi như vậy ha.
chiếc này đẹp lắm, chiếc này còn mới khoảng 80-90% lắm quý vị ha. Đó, có kim tuyến ha, cái đường chỉ rất đẹp, rất là đẹp luôn, xe kéo cũng rất là đẹp luôn như vậy ha. Đó, nói chung có cái kính trước mình ngồi mình chạy thoải mái luôn, rất đẹp luôn. Đây là bên trong của nó rất đẹp như vậy. Nói chung tùy theo cái sở thích của quý vị anh chị em thôi, mình chủ yếu mình quay cho quý vị chủ yếu xem tham khảo giá thôi. Các anh chị thích thì cứ nhắn tin cho mình ha, qua một quán game miền Tây hoặc là gmail.com ha. Đó, tất cả những cái dòng này là mình quay tại nước Úc cho mình ha, chưa bao gồm tới nhập khẩu và phiên vận chuyển. Tới nhập khẩu và phiên chuyển mình có ghi trong phần mô tả đó, chủ yếu mình quay cho quý vị xem tham khảo thôi. Rất là đẹp luôn, chiếc này đẹp lắm, chiếc này là mới về ngày hôm nay khách nó ký gửi, cho nên là mình nó gọi cho mình sẽ quay cho quý vị chuyển, sau chú ý xem tham khảo giá. Okay, quý vị anh chị em thích thì cứ nhắn tin cho mình qua mua bán game miền Tây gmail.com, và bên mình cũng có nhận mua bán cano ghe tàu ký gửi ha. Anh chị có cano ghe tàu ký gửi cũng muốn bán quay điện thoại nằm ngang, mình sẽ quay quý vị anh quay vào gửi qua điện thoại cho mình ha, mình sẽ bán hoàn toàn miễn phí cho quý vị anh chị em ha. Quý vị nhớ đăng ký ha, và bấm chuông và bấm like ha. Mình luôn mình nhắc lại cho quý vị bấm nhiều hơn, mỗi lần xem quý vị nhớ bấm like giúp mình á, để cho video mình lan tỏa cho khắp anh chị em cùng theo dõi nha. Chiếc này hai máy nha quý vị ha, có hai cái bồ của nó nha quý vị, hai cái bồ này, hai bồ. Chiếc này là dàn thể thao quý vị ha, dàn thể thao đi tốc độ đó, rất là tốc độ. Chiếc này mình đi liều khoảng 8-90 cây số, 90 cây số giờ nha quý vị, nó đi được là 60-65 mai là khoảng 90 cây số giờ. Chiếc này sản xuất tại nước Úc như vậy ha. Rồi ski bot. Đó, ski bot hay là cái gì ha. Rồi ski bot. Cho nên nó đi tốc độ. Sorry. À. Đó, mình chú ý mình quay cho quý vị chú ý xem tham khảo giá thôi. Quý vị nhà em thích thì cứ nhắn tin cho mình ha. Và mua bán game tại gmail.com. Tất cả những cái dòng này là chưa bao gồm thuế nhập khẩu và phiên chuyển như vậy ha. Tới nhập khẩu một phiên chuyển mình có ghi trong phần mô tả. Rồi, mình đi một vòng nữa sau đó mình xin kết thúc video tại đây ha. Nói chung chiếc này chỉ có vậy thôi, mình thấy nó đẹp thì mình quay ký gửi và khách ký gửi bán, cho nên là mình sẽ cho quý vị chú ý xem mà tham khảo giá thôi. Đó. Rồi, mình xin kết thúc và mình sẽ đi quay những cái dòng khác cho quý vị chú em xem tham khảo giá tiếp nha. Quý vị chị em nhớ đăng ký ha và bấm cái chuông và đăng ký những video mới mất ha. Chúc các bạn và gia đình vui vẻ và nhiều hạnh phúc ha. Chiếc này đẹp lắm nha quý vị ha. Chiếc này đời đó, đời 2011 ha, 2011 đó. Cho nên rồi, mình xin kết thúc video này ha. Chúc các bạn và gia đình vui vẻ và nhiều hạnh phúc ha. Xin hẹn video kế tiếp ha. Đẹp lắm.